Xin kính chào tất cả quý vị các bạn, tất cả anh em các chúa đến trong tình yêu của Chúa. Đây là một cái video sẽ rất là tuyệt vời khi mình chia sẻ về cái chân lý này cho các bạn. Khi các bạn đọc cái tiêu đề cái video này thì các bạn có thể sẽ hình dung ra đây là một cái câu trả lời mang tính chất cấp độ thăng tiến. Đây là cái điều mà đáng nhẽ ra chúng ta phải có được và phải được nhận các bạn nhé, phải được nhận trong khi mà chúng ta nhận ân điển của Chúa. Thực ra ân điển của Chúa có 5 cái chức năng này, ân điển của Chúa có 5 cái chức vụ này, 5 cái khả năng này, và đây là gọi là quyền phép bởi tin lành. Và vấn đề tâm linh, chúng ta nhận được sự sống của Thánh Linh. Thì trong Kinh Thánh có một lần Chúa Giêsu đã nói là các ngươi không thể làm tôi hai chủ được, không thể làm tôi hai chủ được. Và điều này Chúa nói về vấn đề đó là tiền và Chúa là Đức Chúa Trời, tiền và nước thiên đàng của Ngài. Thì đôi khi chúng ta cuộc sống này ta đi tìm kiếm cái tiền bạc thay cho sự hiện diện của Chúa trong chúng ta. Nhưng hôm nay là muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ không bị nhầm tưởng nữa, mà chúng ta sẽ biết rằng điều quan trọng là chính sự giàu có thuộc linh sẽ mang đến sự giàu có thuộc thể. Amen. Thì điều thứ nhất mà mình muốn nói với các bạn, khi các bạn còn làm người nghèo về mặt tiền bạc, thể chất, con người bên ngoài nữa, thì điều quan trọng nhất là các bạn muốn đi tìm kiếm một công việc để có tiền, đúng không? Và thường một cái người ở mức độ thấp nhất, tức là người nghèo, thường là người mà mang lợ. Nếu như ở đây trong các số các bạn đang xem video này, ai đang xem video này mà bạn không phải nợ tiền người khác, không phải vay ngân hàng, không phải mua trả góp, không phải nợ một khoản nợ nào, bạn không hề có một khoản nợ nào, thì Lộc nói với các bạn đang là một người no đủ, thậm chí là dư giả, và đó là một người hạnh phúc. Còn những người nào đang ở trong cái tình trạng kinh tế là phải nợ nần, thì đó là một điều chia buồn với các bạn. Nhưng thực ra đôi khi chúng ta rất dễ thoát khỏi sự nợ nần tiền bạc, nhưng rất khó thoát khỏi sự nợ nần thuộc linh. Tất cả ta đều phạm tội, nhưng đôi khi chúng ta lại không không quan tâm đến cái việc chúng ta đang có tội lỗi trong linh hồn, đang có tội lỗi trong đời sống, đang có tội lỗi nó bám theo chúng ta hàng ngày và ta vẫn hàng ngày phạm tội. Chúng ta lại không quan tâm. Nhưng nếu chúng ta đang nghèo thiếu, đang phải trả góp, thì chúng ta luôn luôn phải cày, phải đi kiếm tiền, lao động cật lực để trả món nợ đó. Nhưng khi mà chúng ta có một cái tội lỗi trong cuộc đời, chúng ta lại không nhanh chóng cấp tốc để tìm đến Chúa để trả cái món nợ đó. Cho nên cái ích lợi đầu tiên là mình muốn chia sẻ với các bạn, quyền phép của tin lành mang đến cho bạn sự trả nợ. Điều này nằm trên sự cứu rỗi của Đức Giêsu trên thập tự giá. Chúa đã chết thay các bạn và Chúa đã trả nợ cho các bạn rồi. Và lòng Amen. tin chắc rằng tất cả những ai tin vào sự cứu rỗi của Chúa thì đã được Chúa trả nợ rồi. Nhưng nếu mà các bạn đã theo Chúa nhiều năm, hoặc là đã trở thành thành viên chính thức của Thánh, đã học tập và đã nhiều năm tháng đã hiểu biết rồi. Có thể là mình không nói về cái người mà theo Chúa 6 tháng hoặc 1 năm, mình không nói, nhưng mình muốn nói với người theo Chúa lâu hơn mà đến bây giờ cái khoảng thời gian theo Chúa như vậy nhưng mà vẫn phạm tội, thì tức có nghĩa là bạn chưa được trả nợ, bạn vẫn bị nghèo thiếu về thuộc linh. Đã có thời gian theo Chúa lâu nhưng vẫn chưa được trả nợ, bởi vì là bạn đã thay đổi được cái đời sống cũ trước đây đâu, đúng không? Cho nên là bạn vẫn nghèo về mặt thuộc linh. Cũng giống như vậy, các bạn suốt ngày phải đi kiếm tiền để trả nợ một cái vấn đề nào đó, ví dụ mua điện thoại trả góp phải trả, mua máy giặt hay mua cái gì đó phải trả góp phải trả, đúng không? Và phải đi vay khắp nơi, thì đấy là bạn đang nghèo thiếu về mặt kinh tế tiền bạc. Thì mặt thuộc linh cũng như vậy, nếu các bạn vẫn còn đang tội lỗi cho mình thì các bạn chưa nhận được quyền phép thật sự của tin lành, chưa thay đổi đời sống của bạn gì cả. Thì các bạn nhớ điều đầu tiên là các bạn phải nhớ cho mình trả nợ đi đã, trả nợ thuộc linh đi, cầu nguyện Chúa, vì trên thập tự giá Chúa đã trả cho bạn rồi, nhưng bạn chưa nhận được điều này thôi, chứ là bạn chưa nhận được quyền phép. Nếu như bạn nhận được quyền phép thì chắc chắn bạn trả rồi. Ví dụ như bạn đang nợ tiền của một người nào đó, ví dụ như Lộc nợ tiền của anh Dũng là ngồi bên cạnh đây, mà có người khác cho mình tiền rồi thì mình phải trả nợ cho anh Dũng chứ, đúng không? Mà mình vẫn còn nợ anh Dũng thì có nghĩa là mình người ta cho mình nhưng mình vẫn chưa nhận được. Đó đó là mình chia sẻ, đó là quyền phép đầu tiên mà tin lành mang đến cho các bạn, đó là quyền phép của sự trả nợ. Nếu như ngày hôm nay bạn theo Chúa rất lâu rồi vẫn chưa được thoát khỏi tội lỗi thì có nghĩa bạn chưa nhận được quyền phép, và bạn chỉ nhận một cách này thôi, rất đơn giản là trong danh cứu Chúa Jesus Christ, con tin vào sự chết và sự sống lại của Ngài, con nhận lấy sự tha thứ của Chúa, tha thứ khỏi mọi tội của con, đắc thắng khỏi tội lỗi.
Các bạn hãy công bố điều đó, hãy nhận lời cầu nguyện đó cho chính mình. Rồi sau khi các bạn trả nợ xong thì các bạn sẽ đến một cái thứ hai, một cái mức độ quyền phép thứ hai mà Tin Lành mang đến cho các bạn, quyền phép của Tin Lành, đó là quyền phép đổi mới. Quyền phép đổi mới này chúng ta thường tóm gọn trong hai từ tái sinh, hoàn toàn lặp lại trong Kinh Thánh. Ta sẽ nghĩ rằng là sẽ không ai giống như chúng ta sẽ hiểu về cái mặt, thể lý thuộc thuộc thể đấy, thì sẽ không ai có thể chui vào lòng mẹ và sinh lại được, nhưng mà đây là đổi mới về tâm linh. Thực ra khi các bạn trả hết các món nợ về tiền bạc, ví dụ như trước đây tôi nợ tiền anh Dũng tôi đã trả rồi, tôi có nợ ai 50 triệu 70 triệu tôi cũng mang đến tôi trả rồi, thì bây giờ tôi chỉ có làm và tôi bắt đầu, ví dụ như tôi thấy điện thoại tôi sắp hỏng rồi, nó cũ quá rồi, tôi sẽ đổi cái mới. Cái tivi tôi xem ngày xưa đã lâu rồi, tôi sẽ mua một cái tivi mới, đúng không? Cũng có thể là nếu như tôi có điều kiện tôi sẽ mua một một lô đất mới, xây cái nhà mới, đó là tôi bắt đầu đổi mới, đúng không? Tôi đổi mới. Và quyền phép của Tin Lành cũng giống như vậy. Khi các bạn nhiều tiền, các bạn nghĩ rằng mình sẽ bán những đồ cũ đi và thay đổi bằng đồ mới. Thì khi các bạn giàu có về mặt thuộc linh, tức là khi thuộc linh của bạn đầy dẫy sự sống, đầy dẫy sức mạnh, đầy dẫy quyền năng, quyền phép của Tin Lành, thì các bạn sẽ cảm thấy là mình muốn đổi mới. Mình muốn đổi mới. Ngày xưa là mình trả nợ thôi, nhưng bây giờ mình đổi mới. Ngày xưa là mình thoát ra khỏi cái tội đó, nhưng ngày nay mình sẽ đổi mới hơn cái tội lỗi đó, và mình sẽ đổi mới. Ví dụ như ngày xưa Lộc nghĩ rằng là không thể nào là học tiếng Anh, không thể nào là học được. Lộc đi thi là còn khoanh C hết và chỉ nhận được 2,5 điểm tiếng Anh thôi. Nhưng mà đến bây giờ thì Lộc lại có thể nói và giao tiếp được tiếng Anh. Đó là một cái điều đổi mới các bạn. Các bạn có thể được trả nợ, nhưng mà muốn các bạn còn có thể sự đổi mới nữa. Ngày xưa Lộc không nghĩ rằng Lộc có thể bỏ được các câu nói tục bậy, hay là thoát ra khỏi những cái thói quen nghiện game, hay là nghiện xem phim, hay là nghiện xem phim hài, hoặc là xem những cái điều không liên quan Kinh Thánh. Ngày xưa mình nghiện những cái điều đó, và mình nghiện chat chít với những cô gái. Ngày xưa mình nghiện những điều đó, nhưng mình không bao giờ nghĩ là mình có thể đổi mới thắng hơn, mà bây giờ mình có thể mạnh mẽ đến mức độ là mình không cần những điều đó trong cuộc sống, và mình đổi mới và mình thay đổi nó, bằng cách là mình hàng ngày nghe lời Chúa, hàng ngày hát thánh ca, và hàng ngày tìm kiếm các điều khác, và không cần phải tìm kiếm cái sự chắt chít nào với cô gái nào để giải tỏa tâm trí, hay là để làm cho mình vui vẻ cả, mà mình đến với Chúa và có sự vui vẻ. Thì đấy là sự đổi mới trong cuộc đời các bạn. Các bạn thay đổi cái thói quen cũ bằng thói quen xấu. Ngày xưa các bạn chỉ bỏ thói quen cũ đi thôi, thế đấy là cái quyền phép đầu tiên các bạn nhận được. Nhưng bây giờ cái quyền phép lớn hơn là các bạn phải đổi mới cái thói quen cũ thành thói quen khác. Thì đấy là cái điều phi thường thứ hai mà mình chia sẻ các bạn, và các bạn cũng cầu nguyện giống như cách mà cầu nguyện cho sự trả nợ, là trong danh Chúa Jesus Christ con công bố, con được tái sinh, con nhận lấy sự tái sinh của Chúa, con nhận sự đổi mới của Chúa, và con nhận lấy sự cứu rỗi của Chúa. Ai ở trong đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự gì cũ đã qua đi này, mọi sự đều trở nên mới. Đó, đó là cái quyền phép của Chúa. Chúa ban ta có quyền phép trở nên làm con cái của trời, thì chúng ta có quyền phép trở nên mới nhá, mới, mới. Nhưng mà mình không muốn các bạn dừng ở cái chữ mới. Thực ra thì đôi khi có một số người đã theo Chúa ngày xưa nghiện ngập này, ngày xưa tội lỗi này, nhưng bây giờ Chúa đã đổi mới cuộc đời. Chúa tha thứ mọi tội, cứu họ và họ trở thành một con người bình thường. Sau đó họ đổi mới cuộc đời họ, đổi mới, họ lấy vợ, họ không còn nghiện nữa, họ xây dựng lại cuộc đời, họ có công việc ổn định, họ trở thành người thành công cuộc sống, và đó là một con người đổi mới. Nhưng mà thực ra điều đổi con người đổi thực ra con người đổi mới này cũng là một con người rất là phước hạnh và có lời chứng tốt. Có lời chứng tốt, có thể làm tốt các công việc trong hội thánh, hoặc là có thể làm chứng rồi. Thế nhưng mà mình muốn các bạn tiến thêm, bứt phá cái thuộc linh các bạn cao hơn một chút nữa, bứt phá các thuộc linh của bạn cao hơn một chút nữa. Bởi vì quyền phép của Tin Lành không chỉ dừng ở cái việc là Chúa tha tội bạn, hay là Chúa tái sinh và đổi mới bạn, mà quyền phép của Chúa sẽ còn thêm lên nữa. Bởi vì chúng ta có 5 mức độ, mà mức độ này sẽ là mức độ thêm lên hay là thêm nhiều hơn. Khi mà chúng ta có tiền đúng không, chúng ta trả nợ xong đúng không, sau đó chúng ta thay đổi những cái món đồ cũ trước đây sắp hỏng thành món đồ mới, nhưng mà đôi khi chúng ta cảm thấy là chúng ta muốn mua thêm nữa, đúng không? Ngày xưa tôi chưa có ô tô, bây giờ tôi sẽ mua thêm ô tô. Tôi chưa có máy tính, tôi sẽ mua máy tính. Tôi chưa có máy tính bảng hay là iPad, tôi sẽ mua cái máy tính bảng, tôi sẽ mua iPad. Tôi chưa có điều hòa, tôi sẽ mua cái điều hòa. Tôi chưa có một cái giường đẹp, tôi sẽ mua cái giường đẹp. Hay là tôi sẽ mua những cái gì mà trước đây tôi chưa từng có, mà trước đây tôi chưa từng nghĩ là tôi có thể mua được. Tức là tôi sẽ thêm lên cho cuộc đời tôi những cái điều lớn hơn, điều cao trọng hơn, đó là sự thêm lên. Tôi đổi cái đồ cũ rồi, nhưng bây giờ tôi vẫn còn tiền để tôi mua sắm thêm.
mua sắm thêm nhiều hơn nữa. Và cái điều này nó rất là tốt với thuộc linh của các bạn. Thực ra thì các bạn là được tha thứ mọi tội lỗi, sau đó được Chúa đổi mới thành con người mới, trở thành một con người có ích cho xã hội và trở thành một con người có lời chứng tốt vì Chúa đã thay đổi các bạn, đã đổi mới các bạn. Nhưng nếu như các bạn được thêm lên về các ân tứ thuộc linh, có thể chữa lành, có thể đuổi quỷ, các bạn có thể nói các lời tiên tri, có thể giảng dạ, giảng đạo, có thể chia sẻ tin lành, các bạn thêm lên cho bản thân mình những điều đó. Vì chúng ta có 9 bông trái thánh linh và cũng có 9 ân tứ của thánh linh. Sự đổi mới thường thì chúng sẽ đổi mới bằng bông trái của thánh linh, nhưng mà sự thêm lên nó sẽ thêm lên bởi ân tứ của thánh linh. Chúng ta sẽ thêm lên. Ngày xưa tôi chưa biết nói tiếng Anh, bây giờ sẽ biết nói tiếng Anh. Bây giờ tôi biết nói tiếng Anh rồi, tôi sẽ học thêm tiếng Trung. Tức là tôi sẽ thêm lên. Các bạn không nên thỏa lòng ở cái sự đổi mới thôi, hay bạn không nên dừng lại ở một cái vị trí nào cả, mà thánh linh muốn bạn thêm lên và thánh linh sẽ tiếp tục làm điều đó. Thánh linh rất muốn ban cho bạn rất nhiều cái ân tứ của Ngài, rất nhiều sự khôn ngoan của Ngài, rất nhiều khả năng mà các bạn trước đây bạn chưa từng nghĩ là các bạn có thể, thì bây giờ Chúa có thể ban cho các bạn. Đấy là sự thêm lên trong con người. Cái sự thêm lên này nó không đòi hỏi các bạn phải đón nhận nữa, mà nó đòi hỏi các bạn phải khát khao. Khát khao, bởi vì các bạn có biết một người lười không ạ? Một người lười thì không bao giờ thêm được cái gì cả, bởi vì họ lười, họ thích sống trong cái điều cũ, họ thích sống trong cái điều mà họ nghĩ điều đó là tốt rồi. Họ lười, họ không muốn học thêm, họ lười, họ không muốn làm thêm, họ không muốn phát triển, họ không muốn nghiên cứu thêm, họ không muốn cái gì thêm cả, họ sợ vất vả, họ lười mà. Nên là các bạn, điều này nó phải có sự quyết tâm và khát khao. Ai khát Chúa sẽ đổ cho hết khát. Đó là sự thêm lên. Đây là cái quyền phép thứ ba mà tin lành có thể mang đến cho bạn bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. Đó là cái quyền phép. Và đôi khi các bạn đã trải qua cái bước trả nợ rồi, bước đổi mới rồi và bước thêm lên rồi, nhưng mà các bạn vẫn còn tiền. Các bạn có một công việc kiếm được nhiều tiền quá, bạn trở nên giàu có, các bạn đã trả hết tất cả mọi lần. Các bạn đã đổi mới toàn bộ gia đình các bạn, trước ở cái nhà bé các bạn đã xây cái nhà to, và các bạn đã mua thêm vào cái nhà to rất nhiều thứ, rất đồ. Nhưng mà tất cả điều đó mới là dùng cho các bạn thôi. Và cái quyền phép mà mình muốn chia sẻ các bạn, mà tin lành có thể mang đến cho các bạn, mà quyền phép Đức Thánh Linh muốn các bạn phải làm, đây mới là quyền phép thật sự Thánh Linh. Quyền phép này là quyền phép sự ban ra. Ba quyền phép trước nó chỉ là quyền phép mà chúng ta nhận vào thôi. Nhưng các bạn biết mà, cái gì mà chỉ nhận vào mà không đưa ra thì nó sẽ bị dở, giống như biển chết, đúng không ạ? Không thể nào mà các bạn chỉ nhận cho mình mà không ban ra được. Các bạn phải ban ra. Phải ban ra các bạn ạ. Ở đây cả vấn đề tiền bạc cũng như vậy. Cả vấn đề tiền bạc, mình thấy có rất nhiều người ấy, có một khoản lương thu nhập rất là cao, và thậm chí họ có rất là nhiều tiền. Nhưng mà các bạn biết không, rất ít người đi ô tô ấy, mà nhìn thấy một người nghèo ở bên đường, xong rồi bước ra khỏi ô tô và đưa cho một người nghèo một vài đồng tiền cả. Hoặc là có đưa cho người nghèo đó tiền á, có những người làm cái điều đó nhưng mà cũng chỉ thò tay qua cửa thôi, và cũng không bao giờ đưa nhiều hơn 20.000 hay 10.000. Và đáng nhẽ như họ có mức thu nhập cao, cuộc sống họ là người có địa vị cao, cuộc sống họ là người ấy, họ có thể cho cái người ăn xin nó nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ cho bằng những người nghèo thôi, những cái người hoặc là có người có mức thu nhập thấp hoặc mức thu nhập trung bình thôi. Họ đi xe máy họ vẫn cho 10.000 hoặc 20.000, nhưng mà cái người ô tô đâu có cho nhiều hơn đâu. Thế cho nên là mình muốn chia sẻ các bạn này, đó là sự ban ra. Các bạn phải thay đổi. Tiền có thì hãy ban ra. Các bạn kiếm được nhiều tiền thì từ thiện nhiều, đúng không? Thì cái thuộc linh cũng như vậy. Khi các bạn có quyền phép của Thánh Linh, có quyền phép của Đức Chúa Trời nhiều thì bạn phải ban ra. Chúa không nói là các bạn dùng cái ân tứ tiên tri, dùng ân tứ chữa lành đuổi quỷ chỉ dùng cho bản thân bạn đâu. Hay là dùng ân tứ nói tiếng lạ chỉ khích lệ cho bản thân bạn thôi. Chúa muốn bạn khích lệ hội thánh, khích lệ những người chưa tin và khích lệ người mới tin, khích lệ tất cả mọi người. Chúa muốn các bạn sự ban ra. Có một người đã hỏi là tại sao tôi theo Chúa 10 năm, anh theo Chúa rất nhiều năm rồi, anh không thể nào giảng tin lành. Anh không thể nào, anh rất dễ nói với người khác là anh theo đạo tin lành, nhưng anh rất khó để nói với người ta là Chúa là đứng như thế này hay Chúa là đứng như kia. Bởi vì họ chỉ nhận cho họ thôi. Cái quyền phép tin lành họ không phải quyền phép giao giảng. Họ chưa đến cái mức độ thuộc linh này các bạn. Họ chưa nhận được cái quyền phép ban ra lời Chúa. Họ chưa nhận được cái quyền phép đi giúp đỡ người khác. Các bạn, họ chưa nhận được cái quyền phép để ban ra, để công bố lời Chúa, hay là ban ra cái quyền phép mà Thánh Linh muốn họ chỉ chữa lành được cho bản thân mình. Họ khi họ ốm đau họ tự cầu nguyện họ được lành, nhưng mà để cầu nguyện người khác thì họ lại không dám. Họ có thể thắng mọi tội lỗi nhưng họ lại không giúp đỡ ai thắng mọi tội lỗi cả. Thế là mình muốn các bạn phải có quyền phép này, đó là quyền phép ban ra. Ban ra điều này rất quý trọng và rất quan trọng, và Đức Chúa Trời
Và Đức Chúa Giêsu khi xuống thế gian, Ngài chọn 12 môn đồ này, cũng làm cái chức vụ này, đó là chức vụ phải đi ra các bạn ạ, phải đi ra. Đó là cái điều mà mình chia sẻ các bạn, sự ban ra về thuộc linh. Chúng ta rất dễ ban ra thực thể. Mình có thể mời anh Dũng ăn một bữa cơm, có thể mời anh hai bữa cơm, hay là mời anh nhiều bữa cơm hơn nữa, hoặc có thể mời anh đi chơi, hoặc có thể cung ứng tiền cho anh ấy nếu như mình cảm động. Đấy là về tiền bạc rất dễ, nhưng mà rất khó đối với thuộc linh. Đôi khi chúng ta rất dễ cho nhau về tiền bạc, nhưng mà rất khó cho nhau một lời Chúa, cho nhau một câu kinh thánh hay, cho nhau một câu kinh thánh khích lệ, cho nhau một lời cầu nguyện có quyền năng, hay cho nhau một sự khích lệ, hay cho nhau một sự đặt tay của sự sức giàu. Anh em ạ, nó muốn chia sẻ các bạn rồi. Đừng đánh mất và đừng lãng phí quyền phép của Chúa, quyền phép của tin lành để cứu mọi kẻ tin. Cứu mọi kẻ tin, hãy ban ra lời Chúa, ban ra sự cứu rỗi, ban ra thuộc linh, ban ra bánh sự sống, ban ra. Chúa nói là, Chúa nói người đàn bà Samari, các bạn nhớ. Ai uống nước này thì khát mãi, nhưng ai uống nước ta cho thì sẽ làm mạch nước sống văng ra. Nhưng mà chúng ta chỉ có một cái mạch nước ở trong mình, nhưng mà nó không hề văng ra. Tức là cái lẽ mầu nhiệm nó chưa đạt đến, thì nó chia sẻ các bạn. Thì các bạn phải khao khát, các bạn cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con khao khát, con sẽ trở thành người ban ra về thuộc linh cũng như thực thể. Đây là người khao khát thì mới nhận được. Thì các bạn sẽ đến với cái mức độ cao hơn mà mình muốn chia sẻ bây giờ. Cái điều này nó, các bạn không trải qua được sự ban ra, các bạn còn tiết kiệm sự ban ra. Vì đôi khi chúng ta phải chăm sóc cho vợ này, chăm sóc cho con này, chăm sóc cho bố mẹ già của mình. Đôi khi chúng ta phải nghĩ là không biết là sếp của mình, cấp trên của mình, công việc của mình đã hoàn thành tốt chưa. Chúng ta bán ô tô, chúng ta rất dễ nói về ô tô. Như Lộc làm điều hòa, Lộc rất dễ nói về điều hòa, rất dễ nói về điều hòa, nhưng mà rất khó nói về Chúa. Đôi khi rất vậy. Anh ấy làm về y tế, anh ta rất thuộc các loại thuốc này, loại thuốc kia, chữa bệnh này, chữa bệnh kia, nhưng anh ta rất khó nói về Chúa. Nên là chúng ta phải có quyền phép, ta phải nói về Chúa một cách mạnh mẽ và giản dị. Cảm ơn Chúa. Thì cái điều đó là cái mức độ thứ tư. Và thực ra thì đạt đến mức độ thứ tư này thì các bạn cũng đã trở thành một cái người cơ đốc nhân ở cái mức độ tốt rồi, ở mức độ tốt. Nhưng mà điều mình các bạn muốn đến cái mức độ thứ năm của quyền phép tin lành có thể ban cho các bạn, là quyền phép của sự tận hiến. Thánh Linh sẽ giúp đỡ các bạn đến với sự tận hiến. Đây là cái điều mình ước ao tất cả các tín đồ của Chúa có được nhất. Vì khi các bạn đạt đến sự tận hiến thì nó mới thật sự là một môn đồ của Chúa. Nó mới thật sự là một người con của Chúa, thật sự là một thánh đồ. Chứ còn ở bốn mức độ trước ấy, thì mới chỉ là mức độ của người tin hoặc là mức độ của tín đồ thôi. Và đó là một tín đồ của một cơ đốc nhân bình thường. Nhưng mà mình muốn các bạn đạt đến một môn đệ của Chúa, một người sao chép của Chúa, đó là có sự tận hiến. Sự tận hiến này mình nghĩ là nó sẽ rất là khó đạt được. Nếu như các bạn đang là người tội lỗi và các bạn muốn được cứu rỗi thì các bạn đến với Chúa và Chúa đã trả lời các bạn. Điều này rất là dễ. Rất là dễ. Bởi vì Chúa đã ban cho rồi. Và đến với sự đổi mới, sau khi các bạn ăn năn tội lỗi, các bạn đến sự đổi mới nó cũng dễ. Và khi các bạn đã đổi mới thì các bạn được đầy dẫy thuộc linh, đầy dẫy sự sức giàu của Chúa. Các bạn có thể có thêm ân tứ thuộc linh và là sự thêm lên. Các bạn cũng dễ có được. Và khi các bạn đã nhiều sự ân tứ thuộc linh, nhiều khả năng, nhiều cái ân tứ, các bạn có thể giúp đỡ hội thánh, giúp đỡ người mới tin hay giúp đỡ người chưa tin. Đấy là các bạn có thể ban ra về thuộc linh. Thì điều này nó cũng dễ, rất dễ để đạt được. Mình nghĩ như vậy. Bởi vì nó chỉ là khao khát thôi, khao khát thôi. Chúa nói là ai khao khát thì Chúa sẽ đổ đầy, Chúa sẽ rót nước cho kẻ khác mà. Chúa cũng nói là, Chúa cũng nói là hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Nên là mình nghĩ là các bạn mà xin Chúa có những khả năng ân tứ thuộc linh để giúp đỡ cho người khác thì Chúa chắc chắn sẽ ban điều đó. Chúa nói là các ngươi là kẻ xấu, khi con mình xin cá thì các ngươi không cho rắn, khi con mình xin bánh các ngươi chẳng cho đá, thì ta là Chúa trời chẳng nhẽ lại không ban cho sao? Đúng không? Chúa hứa mà, Chúa nói là Chúa ban cho, nên các bạn rất dễ đạt được ân tứ thuộc linh và đạt được cái khả năng, tức là đạt được quyền phép của tin lành để ban ra, để cứu giúp, để chúc phước cho người khác. Rất dễ các bạn đạt được cái khả năng ban ra này. Nhưng mà cái điều này, nhưng mà cái mức độ thứ năm của quyền phép của Thánh Linh mà mình muốn chia sẻ các bạn, đó là mức độ của sự tận hiến. Tận hiến nó rất là khó đạt được.
Các bạn có thể nhìn thấy bàn tay của mình này. Khoảng cách từ ngón út đến ngón áp út không xa bao nhiêu. Từ áp út đến ngón giữa cũng vậy. Từ ngón giữa đến ngón trỏ cũng không bao nhiêu. Nhưng khoảng cách từ ngón trỏ đến ngón cái rất xa. Các bạn ạ, khoảng cách từ ngón trỏ đến ngón cái rất xa. Khoảng cách từ đổi, khoảng cách từ từ sự trả lợ, Chúa trả lợ các bạn đến sự đổi mới, sự tái sinh rất dễ. Sau khi tái sinh các bạn được thêm lên các quyền phép. Đó, chữa lành đuổi quỷ rất là dễ. Và khi các bạn sử dụng quyền phép đấy cho người khác cũng rất là dễ. Nhưng mà từ cái các bạn có cái điều này, các bạn muốn tăng trưởng lên đến mức độ trở thành một môn đồ của Chúa, một môn đệ của Chúa, trở thành một người sao nguyên bản chất của Chúa, đó là mức độ hy sinh và tận hiến như Chúa Giêsu đã hy sinh tận hiến cho nhân loại. Thì đây là khoảng cách rất xa, cũng giống như vậy trên bàn tay của mình. Và điều này nó thể hiện vào sự kêu gọi của Chúa, sự kêu gọi của Chúa các bạn nhé. Thì mình muốn các bạn và ao ước các bạn sẽ đạt đến điều này. Nhưng mà đây không phải là một sự bắt ép, không phải sự bắt ép. Và không phải là các bạn không tận hiến thì là không được cứu. Mà trong các video khác mình đã dạy cho các bạn rồi, và đặc biệt dạy về lẽ thật của Chúa rồi, đó là chúng ta không xứng đáng, Chúa vẫn cứu rỗi chúng ta. Chúng ta nhận được sự cứu rỗi, nhận được sự tha tội và nước thiên đàng và sự sống đời đời một cách miễn phí, một cách nhưng không. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm gì cho Chúa cả. Nhưng mà mình chia sẻ đó là các bạn đừng lãng phí quyền năng của Thánh Linh, quyền phép của Tin Lành, mà hãy cố gắng đạt đến cái quyền năng của sự tận hiến. Tận hiến các bạn, tận hiến. Ở đây mình không muốn nói về câu chuyện người đàn ông giàu có như Chúa nói là phải bán hết gia tài của mình đi để phân phát cho kẻ nghèo. Cái điều đó là thuộc thể. Cái điều đó thuộc thể. Mình không muốn các bạn phải ba xem là phải bán hết đi. Không phải như vậy. Đấy là thuộc thể. Hay là phải có một cái vấn đề gì đó liên quan đến tiền bạc là các bạn phải dâng hiến thế này à? Hay là dâng hiến thế kia, hay là phải dâng hiến 5 phần 10 hay bao nhiêu. Đấy là thuộc thể mình nói, mà mình đang nói về vấn đề thuộc linh thôi nhé. Nó thuộc linh là mình muốn khao khát cả đến với sự tận hiến. Nó sẽ giống như là trong cái câu chuyện mà Chúa Giêsu ở bên giếng nước, khi mà Chúa truyền đạo cho người đàn bà Samari đó. Người đàn bà nó quay về nói với dân làng là tôi đã gặp đấng Messia, và dân làng chạy ra để xem đấng Messia. Bắt đầu Chúa mới truyền đạo cho dân làng, và Chúa mới giảng đạo trên này, Chúa giảng đạo dân làng và dạy dỗ dân làng. Thì các môn đồ cứ đến nài Chúa, nài ép Chúa là Chúa ăn đi. Nhưng Chúa nói là các người chả hiểu gì cả, ta có một lương thực khác để nuôi ta, có một loại đồ ăn khác để nuôi ta. Và các môn đồ mới bàn tán với nhau, nhưng Chúa nói là thức ăn đó, thực phẩm đó chính là làm theo lời Đức Chúa Trời. Đồ ăn đó chính là làm theo lời. Và sự tận hiến là như vậy. Tận hiến, đôi khi các bạn hãy vui mừng vì làm theo lời Đức Chúa Trời. Có thể là Chúa sẽ kêu gọi các bạn như thánh đồ Phaolô phải đi thành Jerusalem và bị bắt bớ, nhưng thánh đồ vẫn đi, thánh đồ Phaolô vẫn đi. Đấy là sự tận hiến mà, đấy là sự tận hiến ấy. Đôi khi các bạn sẽ cảm thấy là cái điều mà Chúa kêu gọi người đàn ông kia bán gia tài đi và theo Chúa là một sự tận hiến và rất khó làm. Chúa cảm giác như Chúa đang bắt anh ta làm cái gì quá sức vậy, nhưng mà Chúa đang kêu gọi anh ta đến với sự tận hiến. Đến sự tận hiến. Và Chúa nói luôn là để như được trọn vẹn, mà Chúa nói là để trọn vẹn thì hãy bán hết gia tài. Đấy là để trọn vẹn thôi, để trọn vẹn nhất. Nên là cái điều này không phải là điều bắt ép, nhưng mà điều này là mình ao ước tất cả chúng ta hãy đạt đến. Và các bạn sẽ hỏi mình là ông nói thế thì ông đã đạt đến chưa? Thì Lộc cũng nói thật cho các bạn là Lộc chưa đạt đến, nhưng mà Lộc đang rất là khát khao và đang bước vào cái sự đạt đến này. Mình ước ao mình sẽ trở thành người tận hiến với Chúa. Cũng giống như anh Dũng ở đây, anh Dũng đã đạt đến sự tận hiến này, và mình tin chắc là trong cái bước đường tiếp theo anh Dũng sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Và Lộc nói thật các bạn, sự tận hiến là điều rất cần, là điều rất cần. Đôi khi Tin Lành của Chúa và lẽ thật của Chúa không được ban ra hay không được thực thi, và quyền năng quyền phép của Chúa không rõ rệt trên đời sống chúng ta, không rõ rệt với người ngoại, tại vì chúng ta không thật sự tận hiến. Không thật sự tận hiến. Chúng ta cầm cày nhưng mà lại ngoái đầu lại. Đúng không? Ngoái đầu lại. Chúa Giêsu nói là nếu như ai cầm tra tay vào cày và cầm cày nhưng lại ngoái đầu lại thì không xứng đáng cho ta. Chúng ta đến với Chúa là con sẽ theo Chúa, sẽ hầu về Chúa, đến với Chúa, nhưng trước hết hãy để con vì con chôn cha con trước. Thì Chúa nói là thế thì không xứng đáng cho ta, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi cứ đến mà theo ta đi đã. Các bạn ạ, sự tận hiến như vậy. Đôi khi chúng ta không đến được với sự tận hiến theo cái cách mà Chúa muốn. Chúa nói là nước thiên đàng kia thì giống như
một viên ngọc quý ở trong đám ruộng. Một người tìm thấy, biết được viên ngọc quý trong đám ruộng thì bán hết gia tài mình, bán hết gia tài mình để chỉ đến mua đám ruộng thôi. Các bạn ạ, sự tận hiến là như vậy. Hết, hết, hết và hết. Mình muốn kêu gọi các bạn về sự thuộc linh. Đôi khi nếu như các bạn nhận được một sự kêu gọi nào từ Đức Chúa Trời, nhận được sự kêu gọi nào từ Thánh Linh, sự kêu gọi nào của Chúa, thì hãy tận hiến cho sự kêu gọi đó. Đừng giữ lại điều gì, đừng tiếc với Chúa một ngày nào, đừng tiếc với Chúa một thì giờ nào. Trong các video trước mình đã chia sẻ các bạn là hãy cầu nguyện với Chúa ít nhất một ngày để tăng trưởng thuộc linh, đúng không? Hãy cầu nguyện ít nhất với Chúa một ngày để tăng trưởng linh. Nhưng nếu như Chúa đang kêu gọi các bạn bước vào một chức vụ nào đó, kêu gọi các bạn cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, thì các bạn hãy kiêng ăn cầu nguyện với Ngài. Đừng tiếc với Chúa một ngày nào, đừng tiếc với Chúa một điều gì, đừng tiếc với Chúa. Đừng thấy người ta đi ô tô bạn cũng phải có được, không, đừng tiếc với Chúa điều gì cả. Đừng cố gắng tiếc với Chúa, luyến tiếc, nuối tiếc trần gian này, nuối tiếc trần gian này với Chúa. Đây là điều mình muốn chia sẻ các bạn. Hãy tận hiến cho Ngài, hãy dâng tất cả những gì tốt đẹp nhất các bạn đã nghĩ nó là tốt đẹp nhất, các bạn đã nghĩ nó là tuyệt vời nhất, hãy dâng với Chúa, hãy tận hiến cho Chúa. Khi Chúa kêu gọi các bạn, nếu như các bạn không sự kêu gọi nào của Chúa để làm Chúa buồn, hãy tận hiến cho Ngài. Thì đấy là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Thì thứ hai là mình không muốn nói nhiều nữa, bởi vì là cái điều này nó cũng mang cái tính chất thần học một chút. Mấy thứ hai là nó sẽ dành cho những bạn được sự kêu gọi của Chúa, và thực ra là mình nghĩ là ai cũng sẽ được sự kêu gọi của Chúa hết, chỉ là chúng ta chưa nghe thấy hoặc chưa nhận được thôi. Và khi các bạn nào bạn nghe thấy nhận được thì bạn hãy comment hoặc là nên Zalo riêng cho mình, mình sẽ giúp đỡ các bạn về cái vấn đề thuộc linh này, để các bạn có thể đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa, hoặc là đến với Chúa để khai phóng được cái mục đích mà Chúa dành cho bạn trên đất để khai phóng. Đúng. Thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video khác. Rồi, chào tạm biệt các bạn.